Cháy ở chung cư Văn Khê Hà Đông, dân hoảng hốt tháo chạy. Người dân sống tại một chung cư ở Hà Nội đã hoảng hốt tháo chạy khi phát hiện cháy ở tầng 21 của tòa nhà. Khoảng 10 giờ sáng nay ngày 25 tháng 3, tại tòa chung cư CT5 trong khuôn viên khu đô thị Văn Khê thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, bất ngờ cháy tại một căn hộ ở tầng 21. Người dân sống trong khu dân cư này đã có một phen hoảng hốt bồng bế con cái chạy khỏi hiện trường khi nghe tiếng còi xe cứu hỏa. Cụ thể, vào thời điểm trên thì căn phòng tại tầng 21 của chung cư CT5 bất ngờ tỏa khói. Nhiều người sống trong khu chung cư này không hề hay biết cho đến khi nghe thấy tiếng còi của xe cứu hỏa thì mới tá hỏa chạy khỏi tòa nhà. Tại hiện trường thì căn phòng tại tầng 21 của tòa nhà bị cháy đen, nhiều vật dụng trong phòng bị thiêu rụi. Người dân sống tại khu chung cư vẫn chưa hết hoảng hồn, một số người vẫn chưa dám quay trở lại ngôi nhà của mình vì sợ nguy hiểm. Tôi nghe thấy tiếng còi cứu hỏa kêu dưới sân thì mới biết là khu nhà mình bị cháy. Nay là chủ nhật nên các con tôi đều ở nhà. Lúc đó chẳng kịp nghĩ gì, tôi vội ôm con chạy xuống. Giờ chỗ cháy đã được dập tắt rồi, nhưng có lẽ lát nữa tôi mới quay lại nhà để cho an toàn. Chị Hà Thu, một cư dân sống tại tòa nhà này cho biết. Ngay khi nhận được tin báo thì cơ quan chức năng đã điều xe khe chữa cháy đến hiện trường. Vụ cháy nhanh chóng được khống chế và may mắn là không có thiệt hại gì về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Cư dân Karina được bồi thường như thế nào trong vụ cháy 13 người tử vong? Chủ hộ bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư Karina Plaza, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về người và tài sản. Ngày 25 tháng 3, người dân chung cư Karina Plaza vẫn vất vả tại sảnh tòa nhà đối diện, chưa thể về nhà sau vụ hỏa hoạn làm 13 người chết và hàng chục người bị thương. Cuộc sống của họ bị đảo lộn, nhiều gia đình có xe để dưới tầng hầm, dù không bị cháy vẫn không thể lấy đi lại được. Họ mong muốn sớm được giải quyết bồi thường thiệt hại để ổn định cuộc sống. Chủ đầu tư, ban quản trị chung cư có trách nhiệm đầu tiên. Theo luật sư Ngô Quý Linh, giám đốc công ty luật sư Linh, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng khởi tố vụ án để điều tra xác định nguyên nhân gây ra cháy do lỗi khách quan hay chủ quan. Nếu nguyên nhân gây cháy là hành vi vi phạm pháp luật thì phải xác định được ai là người có lỗi. Người này sẽ là chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại. Tuy nhiên, dù nguyên nhân cháy là lỗi chủ quan hay khách quan, thì người dân bị thiệt hại đều có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cả người và tài sản, ông Linh nói. Bởi theo quy định thì trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ đối với tòa nhà chung cư là bắt buộc đối với mỗi cá nhân, tổ chức. Trong vụ hỏa hoạn này thì chủ đầu tư hoặc ban quản trị là đầu mối đứng ra mua bảo hiểm cháy nổ cho cư dân. Trong đó khi xảy ra hỏa hoạn thì trách nhiệm bồi thường đầu tiên cho cư dân chính là chủ đầu tư và ban quản trị. Sau đó hai đơn vị này sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường lại cho chính mình. Công ty bảo hiểm là bên chi trả thiệt hại mà không cần chứng minh lỗi. Sau đó công ty bảo hiểm sẽ phải tìm ra hoặc phối hợp với cơ quan chức năng xác định người có lỗi để yêu cầu người đó bồi thường thiệt hại lại số tiền mà công ty đã chi trả, luật sư Linh nêu quan điểm. Ở vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này thì ông Linh cho rằng trước mắt thì chủ đầu tư và ban quản trị nên tích cực liên hệ với bên bảo hiểm để tiến hành xác định mức độ thiệt hại và chi trả càng sớm càng tốt trong phạm vi bảo hiểm để phần nào đó khắc phục được những khó khăn cho cư dân. Các tài sản là hậu quả trực tiếp từ vụ cháy bao gồm tài sản biến mất, tài sản bị tiêu hủy, bị hư hỏng một phần. Trong trường hợp này là các trang thiết bị nội thất, các vật dụng cá nhân, tiền, trang sức, thiệt hại về xe các loại, chi phí sửa chữa lại căn hộ của mình, của cư dân đều có quyền được yêu cầu bồi thường. Ngoài ra thì cư dân có quyền đòi bồi thường về sức khỏe, tinh thần, trách nhiệm cấp dưỡng nếu có thiệt hại về người, chi phí mai táng v.v. Ông Linh cho biết thêm. Cùng quan điểm thì tiến sĩ luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo Nghị định 130/2006 của Chính phủ quy định về chế độ bảo hiểm cháy nổ là trách nhiệm bắt buộc đối với nhà chung cư. Mỗi chung cư đều có ban quản trị, do đó ban này sẽ đứng ra mua bảo hiểm cho các hộ dân và người dân có nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm cho ban. Khi xảy ra hỏa hoạn thì người dân sẽ được bảo hiểm chi trả trừ một số trường hợp. Loại trừ trách nhiệm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm các bên đã ký như tác nhân gây ra, con người gây ra. Cư dân được bồi thường như thế nào? Theo luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch thì trường hợp cư dân đã đóng tiền mua bảo hiểm nhưng ban quản trị không mua hoặc chưa mua thì họ có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các chủ hộ. Đối với những cá nhân chủ hộ trong chung cư mà không mua bảo hiểm thì sẽ không được bồi thường. Đây là bảo hiểm bắt buộc, do đó trách nhiệm bảo hiểm không chỉ được áp dụng đối với tài sản là căn hộ mà cả thiệt hại về người và các tài sản khác tại chung cư,
Luật sư Trạch nhấn mạnh. Tuy nhiên thì theo thông tư 214/2013 của Bộ Tài chính, quy định về mức phí tham gia bảo hiểm cháy nổ đối với mỗi căn hộ là khác nhau, dựa trên tỷ lệ diện tích, do đó mà việc chi trả bảo hiểm sẽ được thực hiện theo tỷ lệ mức phí mà người dân tham gia bảo hiểm đã đóng. Đối với các tài sản gắn liền với căn hộ thì mức chi trả cũng sẽ được tính theo tỷ lệ này. Trong khi đó thì luật sư Ngô Quý Linh bày tỏ e ngại việc mua bảo hiểm cháy nổ là rất quan trọng, nhưng nhiều người dân lại chưa nhận ra. Trên thực tế thì tỷ lệ người mua bảo hiểm tự nguyện này là chưa có cao. Đối với những thiệt hại nằm ngoài phạm vi bảo hiểm thì người dân có thể yêu cầu người có lỗi bồi thường thiệt hại. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại là thực tế và cư dân phải có nghĩa vụ chứng minh nó. Khi xác định được thiệt hại, các bên có thể thương lượng, nếu không được thì yêu cầu định giá. Nhưng khó khăn lớn nhất khi yêu cầu đó là người có lỗi bồi thường chính là thiện chí và khả năng tài chính, luật sư Linh lưu ý. Chung cư Carina Playa nằm trên khu đất rộng hơn 19.000m2 ở đường Võ Văn Kiệt, quận 8. Tòa nhà bao gồm 3 lóc cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí và hơn 700 căn hộ. Hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ ngày 23 tháng 3 tại tầng hầm chung cư khiến cho 13 người chết và hơn 50 người bị thương. 13 ô tô và 150 xe máy bị thiêu rụi. Hậu quả này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua, chỉ đứng sau thảm họa cháy nổ ATG làm 60 người chết. Theo điều tra ban đầu thì khi đám cháy bùng lên, các cửa cầu thang thông lên tầng đều mở tung do bị chìm gạch. Khói lửa ùn lên rất mạnh, hệ thống chữa cháy tự động lúc đó gần như không hoạt động, lực lượng chữa cháy tại chỗ không có, nên khi lính cứu hỏa đến nơi thì khói đã rất lớn. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nguyên nhân phát cháy tại tầng hầm không loại trừ khả năng có tác động đặt gây nổ. Bên trong chung cư Carina trong vụ cháy làm 13 người chết. Hành lang, lối thoát hiểm và phía trong các căn hộ, ám mùi than dày đặc, đồ đạc thì nằm ngổn ngang. Một ngày sau hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, người dân bắt đầu quay lại, đăng ký lên căn hộ, dọn dẹp và tìm tài sản. Nhiều vị trí trong tòa nhà bị ám mùi khói đen kịt. Các bức tường tại lối thông gió vốn màu kem bây giờ chuyển thành màu đen. Mọi người cho biết lúc phát hiện ra cháy chỉ kịp cầm điện thoại và kéo nhau chạy tìm lối thoát chứ không nghĩ gì đến tài sản. Họ muốn trở lại căn hộ từ hôm qua để tìm đồ đạc chung cư bị phong tỏa. Tại lối thang bộ thì lớp mùi đen bám đầy trên tường nhà. Đây là nơi trực tiếp hướng khói từ tầng gửi xe cuồn cuộn sọc lên các tầng. Nhiều cho biết tại hiện trường cho thấy sự hoảng loạn của dân cư lúc bỏ chạy. Lúc đó điện bị cắt, trong này tối thui, mịt mù khói. Những vết trắng hoen trên tường là do lúc chạy xuống tầng dưới chúng tôi và rà tay vào để xác định lối đi, một cư dân kể. Theo ban quản lý chung cư thì hầu hết các cửa căn hộ đều bị phá để cảnh sát vào trong tìm người bị nạn. Cửa thông gió trên tầng nhà và ngoài hành lang cũng đen kịt. Những căn hộ ở tầng 1-2 bị khói lửa tấn công nhiều nhất, sức nóng khiến cho trần thạch cao sập xuống nền nhà tạo ra một cảnh tượng bừa bãi. Tất cả các căn hộ ở tầng thấp như tôi đều bị như vậy, tôi cũng không biết phải dọn dẹp đống đổ nát này từ đâu, như thế nào trong những ngày tới, bà Khánh ở block A nói khi trở lại căn nhà để lấy đồ đạc. Bên trong một căn hộ ở khu block B tầng 3, lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy 5 người tử vong và ngạt khói ở tầng này. Anh Trần Đình Tín, 28 tuổi, sống tại block A phát hiện ra giỏ sách màu đen bị cháy xém nằm trước cửa hàng của mình ở tầng G. Bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, tên là Bùi Cẩm Hà. Trần Bùi Cẩm Hà, 24 tuổi, thẻ ATM và hơn chục triệu đồng. Chị Hà sống tại phòng A521 đã tử vong trong vụ cháy. Giỏ sách của chị đã được bàn giao cho công an giải quyết. Có khá nhiều cư dân cho biết không dám lên nhà vì quá sợ hãi, nhất là phụ nữ. Một ký ức quá kinh hoàng. Tôi đã không thở được trong chính căn nhà của mình. Tôi không dám bước lên cầu thang, có những mảng khói đen kịt ám ảnh lắm. Chồng tôi phải lên đó một mình để lấy đồ, người phụ nữ trẻ nói. Chủ một căn hộ nhanh chóng ra ngoài sau khi lấy một số vật dụng thiết yếu để sinh hoạt. Khá nhiều cư dân tỏ ra bức xúc vì chưa được về nhà. Xe để dưới hầm dù không bị cháy cũng không được lấy để đi lại. Bồi thường thì chắc chắn ban quản lý phải có trách nhiệm rồi. Chúng tôi không gây ra vụ cháy, họ cũng cần phải giải quyết mau lẹ để cư dân sớm ổn định cuộc sống, anh Tiến Hùng nói.
Đến trưa nay thì ban quản lý chung cư vẫn tổ chức cho người dân hai block A và B lần lượt về nhà lấy đồ. Việc này được rà soát chặt nhằm tránh người xấu vào chung cư lấy cắp tài sản. Chung cư Carina Plaza nằm trên khu đất rộng hơn 19.000 m² ở đường Võ Văn Kiệt. Tòa nhà có 3 block từ 14 đến 20 tầng, khu thương mại, giải trí và hơn 700 căn hộ. Hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ tại tầng hầm chung cư khiến cho 13 người chết và hơn 50 người bị thương. 13 ô tô và 150 xe máy bị thiêu rụi. Hậu quả nghiêm trọng nhất chỉ sau thảm họa cháy ITC, 60 người chết vào hồi năm 2002. Cảnh sát cũng giải cứu được hàng trăm người đưa xuống đất an toàn. Việc khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng triển khai.